Làm sao để biết lỗ đen đang tồn tại? Hãy thử suy nghĩ một chút, lỗ đen hút vạn vật vào bên trong. Ngay cả thứ thần tốc như ánh sáng cũng không thể trốn thoát khi lỡ rơi vào. Mà con người cần ánh sáng để xác định và quan sát vật thể trong vũ trụ. Nếu thì trước khi có các loại thiết bị hiện đại chụp được lỗ đen như ngày nay, làm sao để biết khoảng không nào đó có lỗ đen hay không? Đúng thật là ta không thể nhìn thấy nó, nên các nhà khoa học đã nghĩ ra một vài cách như sau. Thứ nhất, quan sát sự chuyển động của các thiên thể. Lực hấp dẫn từ mặt trời tạo nên thái dương hệ và khiến 8 hành tinh quay xung quanh nó. Hố đen lớn hơn rất nhiều và cũng có khả năng tương tự. Nhờ vào quan sát sự chuyển động của các ngôi xung quanh một khoảng không vô hình, ta sẽ biết được đó có phải hố đen hay không. Thứ hai, nhận biết đĩa bồi tụ và tia năng lượng. Khi khí và bụi từ các ngôi sao rơi vào lỗ đen, chúng sẽ bị xoáy với tốc độ cực cao, tạo nên đĩa bồi tụ sáng rực xung quanh cái lỗ. Ngoài ra, một số lỗ đen còn giải phóng tia năng lượng dọc theo trục quay, nhờ đó mà ta có thể xác định được chúng. Nhiều người còn tin rằng ở trung tâm các thiên hà luôn có một hố đen siêu to khổng lồ. Chính chúng đã làm ảnh hưởng đến sự vận động của các ngôi sao ở trung tâm và tạo nên hình dạng xoắn ốc của thiên hà. Hãy like, share và subscribe để ủng hộ kênh Ra Tiếp Video nhé!